Ukraine sẽ sớm nhận được công thức hòa bình từ Mỹ và phương Tây. Nga tuyên bố bắn hạ 10 tên lửa Vampire ở khu vực Ben Gurion. Ukraine giành lợi thế ở Biển Đen, Nga vẫn ở cửa trên trong tác chiến điện tử. Ông Medvedev cảnh báo Đức có thể sắp đối mặt cách mạng màu. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm và dần trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Đến nay, việc viện trợ cho Kiev đã khiến Mỹ và các quốc gia phương Tây cảm thấy mệt mỏi. Nhiều nước đang cân nhắc về việc tiếp tục bơm tiền viện trợ quân sự để Kiev chống lại Moscow. Slovakia là một trong những nước thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine. Trước bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào bế tắc, nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra. Giữa tháng 12 năm 2023, cuộc họp bí mật giữa Mỹ và các đồng minh phương Tây về công thức hòa bình dành cho Ukraine đã diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật, tới thời điểm hiện tại, cuộc họp nói trên mới được công bố. Theo Bloomberg, cuộc họp được tổ chức bí mật cho phép các quốc gia tham gia thảo luận tự do và thẳng thắn hơn về sáng kiến hòa bình cũng như triển vọng tương tác với Nga trong tương lai. Bloomberg thông tin về cuộc họp, quy mô cuộc họp nhỏ hơn, cho phép thảo luận tự do hơn, thẳng thắn hơn về cái gọi là công thức hòa bình của Ukraine và các kế hoạch thúc đẩy tiến trình đó cũng như các nguyên tắc để có thể hợp tác với Nga trong tương lai. Ngoài các nước G7, các đại diện từ Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham dự cuộc đàm phán với Ukraine. Các nguồn tin cho biết, các nước chủ chốt khác như Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Brazil được mời tham dự cuộc họp bí mật nhưng không cử đại diện. Brazil chỉ gửi một tuyên bố bằng văn bản. Bloomberg đưa tin, Nga không được mời tham dự cuộc họp. Moscow mô tả cuộc họp bí mật ở Riyadh là một trò hề. Trong cuộc thảo luận, các đồng minh của Ukraine cố gắng giành được sự ủng hộ về khả năng đàm phán hòa bình với Nga theo các điều khoản do Kiev đề xuất. Trong khi các nước ở Nam Bán Cầu kêu gọi quá trình đàm phán hòa bình tại Ukraine cần có sự tham gia của Nga, tuy nhiên các nước phương Tây một lần nữa khẳng định cam kết của họ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột. Công thức hòa bình của Ukraine kêu gọi rút toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, thả tất cả tù nhân và những người bị trục xuất. Đề xuất của Ukraine cũng kêu gọi Nga bồi thường xung đột, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn hạt nhân. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi công thức của Tổng thống Ukraine Zelensky là sự tưởng tượng lệch lạc với ý định buộc Nga quay trở lại biên giới năm 1991, cũng như nỗ lực áp đặt của phương Tây nhằm buộc Moscow tham gia đàm phán hòa bình theo các điều kiện của Kiev giống như một sự trừng phạt, lừa đảo và thao túng. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine tuyên bố không thấy bất kỳ bước đi cơ bản nào từ phía Moscow liên quan đến đàm phán hòa bình và cáo buộc Nga tăng cường tấn công vào các thành phố của Ukraine. Ông Zelensky nói, nếu Nga gửi tín hiệu rằng họ muốn đóng băng xung đột như một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, thì đó không phải vì họ muốn hòa bình, mà vì thiếu tên lửa, đạn dược hoặc quân đội đã cần thời gian để huấn luyện. Họ cần thời gian nghỉ ngơi này để hồi phục. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng gọi vấn đề đàm phán với Nga là không thỏa đáng ở thời điểm hiện tại. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẽ thống nhất quan điểm của Kiev và 50 quốc gia đồng minh về công thức hòa bình theo ý tưởng của Kiev. Thời gian qua, thành phố Ben Gurion cũng như các khu vực khác ở phía tây Nam Nga đã phải hứng chịu các cuộc tấn công liên tục bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Ukraine trong bối cảnh xung đột leo thang. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 10 tên lửa của hệ thống pháo và lực phóng loạt RM-70 Vampire MLRS ở khu vực Ben Gurion. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, vào khoảng 21:30 ngày 8 tháng 1 theo giờ Moscow, lực lượng Ukraine đã nỗ lực tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống pháo và lực phóng loạt RM-70. Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 10 tên lửa trên khu vực Ben Gurion. Trước đó, bộ này cũng cho biết sáng ngày 8 tháng 1, hệ thống phòng không Nga cũng đã đánh chặn 10 tên lửa S-200 của Ukraine ở khu vực Ben Gurion. Thống đốc vùng Ben Gurion Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng 3 người đã bị thương do mảnh đạn do cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine gây ra. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý các cuộc pháo kích vào khu vực Ben Gurion của lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng gia tăng. Trong 24 giờ qua, hơn 110 quả đạn pháo đã được bắn ra. Trước nguy cơ bị pháo kích, hơn 100 người đã phải sơ tán khỏi khu vực này. RM-70 là pháo và lực phóng loạt cỡ nòng 122mm do công ty quân sự Ekabu Army thiết kế và sản xuất. Được đưa vào biên chế quân đội Séc từ năm 2016, hệ thống pháo được thiết kế với vai trò tấn công xe bọc thép, các khẩu đội pháo cùng nhiều mục tiêu khác nhau. RM-70 Vampire có khối lượng 25,89 tấn, chiều dài 9,97m, chiều rộng 2,5m, chiều cao 2,7m.
Được thiết kế dựa trên khung gầm xe tải Tatra 813-8x8, sử dụng động cơ diesel Tatra T3C, công suất 360 mã lực, cho phép RM70 Vampire di chuyển với tốc độ tối đa 85 km/h, tầm hoạt động 1.000 km. RM70 Vampire có tính cơ động cao, nên nó có thể leo được dốc 60%, vượt vật cản cao 0,6 m, vượt hào rộng 1,5 m và lội nước sâu 1,4 m. Kết cấu của RM70 gồm hai phần. Phía trước là cabin được bọc sắt bảo vệ an toàn cho binh sĩ trước vũ khí bộ binh nhẹ lẫn mảnh bom, pháo. Phần phía sau của tổ hợp được lắp đặt 40 ống phóng rocket cỡ 122mm. Kíp chiến đấu của xe gồm có 4 thành viên. RM70 Vampire có thể sẵn sàng khai hỏa trong vòng chưa đầy 2,5 phút và mất 3 phút để xe rời khỏi vị trí chiến đấu. Nó có thể bắn 40 quả rocket trong vòng chưa đầy 30 giây. Để tăng khả năng tác chiến của RM70 Vampire, giới quân sự Séc đã lắp đặt hệ thống nạp đạn tự động, chỉ mất khoảng 2 phút để tái nạp 40 tên lửa. Ngoài ra, RM70 Vampire cũng được trang bị thêm một số hệ thống hiện đại như hệ thống kiểm soát hỏa hoạn, hệ thống bảo vệ NBC và hệ thống điều chỉnh áp suất lốp trung tâm. Hồi năm ngoái, Ukraine là đã giành được một số lợi thế quan trọng trên biển trước Nga, trong khi đó Moscow vẫn duy trì thế thượng phong trong tác chiến điện tử với Kiev. Theo tờ The Hill của Mỹ, cuộc phản công của Ukraine không diễn ra như kế hoạch, nhưng năm 2023 cũng không hẳn là một thất bại hoàn toàn của nước này. Trong cuộc xung đột với Nga, Kiev đã giành được lợi thế quan trọng trên biển vào năm ngoái trong khi sự chú ý của toàn cầu tập trung vào các hoạt động trên bộ. Tại Biển Đen, Ukraine đã buộc hạm đội Nga phải rút khỏi căn cứ lịch sử Sevastopol ở Crimea sau khi liên tục tấn công các tàu và các tòa nhà quan trọng bằng máy bay không người lái và tên lửa. Thành công trên biển cũng mở ra hành lang cho Ukraine vận chuyển các chuyến hàng ngũ cốc bất chấp quyết định của Nga vào mùa hè năm ngoái về việc hủy bỏ một thỏa thuận xuất khẩu, một chiến thắng kinh tế và mang tính biểu tượng trong cuộc chiến. Trong chuyến đi tới Mỹ vào tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Ukraine đã thắng ở Biển Đen. Trong vài tháng qua, Tổng thống Zelensky đã biến lợi thế ở Biển Đen trở thành trọng tâm trong nỗ lực thuyết phục các đồng minh và đối tác ủng hộ ở phương Tây. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của Ukraine sau khi cuộc phản công trên bộ được phát động vào tháng 6 năm 2023. Phần lớn đã thất bại gây ra sự bế tắc trên tiền tuyến ở miền đông Ukraine. Thành viên cấp cao không thường trú tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu là Olga Lauman cho biết đây là một bước tiến lớn, Ukraine thực sự đã thay đổi cán cân ở Biển Đen. Ukraine đã duy trì lợi thế ở trên Biển Đen kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, trong bối cảnh nước này không có lực lượng hải quân chứ chưa nói đến lực lượng có quy mô tương đương với hạm đội của Nga. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Ukraine giành được quyền kiểm soát Odessa, một thành phố cảng ở Biển Đen ở miền nam Ukraine, và đánh chìm tàu chiến Moskva của Nga. Từ tháng 8 năm 2023, Ukraine đã tăng cường tấn công hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, trung tâm của Hải quân Nga kể từ khi Moskva sắp nhập Crimea, nhưng có tầm quan trọng lịch sử đối với Nga từ những năm 1700. Tháng 9 năm ngoái, một cuộc tấn công đã làm hư hại trụ sở Hải quân Nga ở Sevastopol. Tháng đó, cũng chứng kiến lực lượng đặc biệt Ukraine chiếm lại các giàn khoan dầu ở Biển Đen từ tay Nga. Trong hai tháng tiếp theo, Ukraine liên tục tấn công các tàu Nga, khiến Hải quân Nga phải rút hoàn toàn khỏi Sevastopol và phía tây Crimea. Sau các cuộc tấn công mùa thu, ông Zelensky ca ngợi lực lượng Ukraine đã đẩy Hải quân Nga tới phần phía đông Biển Đen, nói rằng họ đã thay đổi hoàn toàn tình hình trong lĩnh vực hàng hải. Trong bài phát biểu ngày 31 tháng 10 năm 2023, Tổng thống Zelensky cho biết thành công của Ukraine trong trận chiến Biển Đen sẽ đi vào sử sách, mặc dù ngày nay nó không được thảo luận nhiều. Ukraine vẫn tiếp tục tấn công lực lượng hải quân Nga. Một cuộc không kích vào cuối tháng 12 vừa qua đã nhắm vào một tàu đổ bộ ở thành phố Feodosia ở phía đông Crimea, một cuộc tấn công chiến lược vì mục tiêu mang theo máy bay không người lái và đạn dược. Cuộc tấn công cũng làm hư hại một tàu đổ bộ có thể chở hơn 200 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sapps cho biết Ukraine đã gây thiệt hại 20% hải quân Nga. Ông Sapps nhận định, sự thống trị của Nga ở Biển Đen hiện đang bị thách thức, những ai cho rằng có sự bế tắc trong cuộc xung đột ở Ukraine là sai lầm. Bên cạnh đó, nền kinh tế Ukraine cũng được củng cố nhờ những diễn biến ở Biển Đen. Trong phần lớn thời gian của cuộc chiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép ngũ cốc của Ukraine vận chuyển đến phần còn lại của thế giới thông qua một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, nhưng Moscow đã hủy bỏ thỏa thuận đó vào mùa hè năm ngoái. Sau đó, Ukraine đã vận chuyển ngũ cốc qua hành lang nhân đạo nhờ các chiến thắng quân sự ở Biển Đen. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine, ông Oleksiy Goncharenko cho biết,
Kiev đã gửi hơn 200 tàu với 7 triệu tấn hàng hóa tính đến đầu tháng 12, điều mà ông gọi là sự thúc đẩy rất đáng hoan nghênh đối với nền kinh tế. Ông Gorachenko cho rằng những thắng lợi ở Biển Đen tương đương với cuộc phản công của Ukraine cuối năm 2022, giải phóng vùng Kherson và Kharkiv khỏi sự kiểm soát của Nga. Ông Goncharenko viết cho Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ, ngoài việc buộc hạm đội của Nga phải rút lui, các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea do Nga kiểm soát cũng làm suy yếu đáng kể mạng lưới hậu cần cần thiết cho việc tiếp tế cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine. Ukraine đã đẩy lùi được lực lượng hải quân Nga nhờ sử dụng thành thạo máy bay không người lái và tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh được cung cấp cho Ukraine vào đầu năm 2023, đã thực hiện các cuộc tấn công hủy diệt trong khi quân đội Ukraine sử dụng những tàu không người lái nhỏ để thực hiện các hoạt động tấn công bí mật hơn. Matthew Smith là phó giáo sư về an ninh quốc gia và khoa học chính trị tại Đại học New Haven, nhận định các cuộc tấn công cũng cho thấy Ukraine có thông tin tình báo thực sự tốt, nhưng lưu ý hạm đội Biển Đen chưa đóng vai trò quan trọng về mặt chiến lược trong cuộc xung đột, nên tác động thực sự ở đây là về mặt tâm lý. Về phần mình, nhà nghiên cứu Thomas Bolosizic tại Viện Hoover cho biết, mặc dù lợi thế trên chiến trường thường được công nhận nhiều hơn, nhưng ưu thế vượt trội của hải quân là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giao tranh. Ông giải thích việc đánh bại sự phong tỏa hải quân của Nga và làm tê liệt sức mạnh hải quân của nước này sẽ đe dọa các tuyến hậu cần và tiếp tế. Điều này có thể làm suy yếu sức mạnh quân sự của quân đội Nga về lâu dài. Ông Bolosiewicz nói, vì Nga không thể phong tỏa Ukraine thành công, điều đó cho thấy rằng họ không có ưu thế về công nghệ để phong tỏa Ukraine vô thời hạn. Trong khi đó, tờ Financial Times của Anh đưa tin rằng Nga vẫn duy trì thế thượng phong trong tác chiến điện tử với Ukraine. Một phân tích của Financial Times tiết lộ, Ukraine và Nga đều đang triển khai các khả năng tác chiến điện tử EW phức tạp, nhưng Moscow đang chiếm thế thượng phong vì đã đầu tư rất nhiều vào các hệ thống này trước khi xung đột nổ ra. Việc Nga không ngừng tấn công Ukraine trong kỳ nghỉ lễ vừa qua đã nhấn mạnh những thách thức của Ukraine trong việc triển khai khả năng tác chiến điện tử để gây nhiễu máy bay không người lái và tên lửa nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Người đứng đầu EW của Ukraine, đại tá Ivan Palenko, nói với Financial Times rằng gần đây phía Nga sản xuất rất nhiều máy bay không người lái. Việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái là điều mới mẻ, vì vậy EW ngày càng trở nên quan trọng. Máy bay không người lái đã thay đổi đáng kể chiến trường và các chuyên gia cho rằng đây là một trong những lý do chính khiến cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine trong năm 2023 không đạt được bất kỳ lợi ích đáng chú ý nào. Bên cạnh đó, xe bọc thép không còn có thể tạo yếu tố bất ngờ nữa. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, đã gọi khả năng tác chiến điện tử là chìa khóa chiến thắng trong cuộc chiến máy bay không người lái vào tháng 11 năm 2023. Trong bối cảnh nông dân Đức đang biểu tình tại nhiều khu vực, ngày 9 tháng 1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng Berlin có thể sắp đối mặt cách mạng màu. Trên mạng xã hội X, ông Medvedev viết, các cuộc biểu tình ở Đức, những người nông dân đã chặn đường trên khắp đất nước. Chính sách hỗ trợ bị chấm dứt, trong khi số tiền khổng lồ hỗ trợ cho Ukraine vẫn tăng. Ông Medvedev cảnh báo, nếu tình trạng này tiếp tục, phe theo chủ nghĩa dân tộc sẽ đưa Maidan đến thủ đô Berlin, ý nhắc đến cuộc cách mạng màu xảy ra ở Ukraine năm 2014. Quan chức Nga hoài nghi khả năng đối phó của Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong tình huống này. Hiện giới chức Đức chưa lên tiếng về thông tin. Bình luận của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn nông dân Đức ngày 8 tháng 1 lái máy kéo chặn các tuyến đường ở trung tâm nhiều thành phố, trong đó có Berlin, để biểu tình phản đối kế hoạch rút các khoản giảm thuế. Người biểu tình còn tìm cách cản trở những tuyến đường dẫn vào cao tốc ở ngoại ô hàng loạt thành phố. Tình trạng gián đoạn giao thông cũng được ghi nhận ở nhiều khu vực biên giới Đức giáp với Pháp, Ba Lan và Cộng hòa Séc. Phong trào biểu tình của nông dân Đức nhận được sự ủng hộ từ đảng cực hữu AfD. Chính phủ đang đẩy cả nước đến sự đổ nát. Đảng AfD viết trên X. Chính trị gia các đảng khác như Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, CDU, CSU, Bảo thủ cũng lên tiếng ủng hộ. Trước đó ngày 5 tháng 1, cảnh sát Đức cho biết khoảng 250-300 nông dân giận dữ trước việc cắt giảm trợ cấp dầu diesel đã phong tỏa chuyến phà chở vợ chồng phó thủ tướng kiêm bộ trưởng kinh tế Đức Robert Habeck trở về sau kỳ nghỉ tối ngày 4 tháng 1. Nhiều chính trị gia lên án hành động này, hội nông dân cũng gọi đây là hành động không được phép. Sau vài giờ bị phong tỏa và cấm những người trên phà lên bờ, vợ chồng ông Habeck buộc phải quay trở lại đảo Hallinghorge ở ngoài khơi bờ biển phía bắc nước Đức và sau đó bắt một chuyến phà khác trở lại đất liền.
Cảnh sát cho biết điều này xảy ra khoảng 2 giờ đồng hồ tại bến tàu ở Slatsiel. Theo cảnh sát ở Flensburg, tình hình tại thời điểm xảy ra sự việc khá nghiêm trọng, khi có tới 25 đến 30 người xông lên phà, buộc giới chức an ninh phải dùng bình xịt hơi cay để ngăn chặn và giải tán đám đông. Nhà chức trách cho biết ông Habeck đã quay trở lại vào lúc nửa đêm và không gặp thêm sự cố nào. Vị phó thủ tướng đã đăng video cảnh báo rằng một số người liên quan có hành động lan truyền ảo tưởng đảo chính và các biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc đang được thể hiện công khai. Trước sự phản đối của nông dân, ngày 4 tháng 1, chính phủ Đức quyết định rút lại một phần kế hoạch. Tuy nhiên, đại diện ngành nông nghiệp Đức cho rằng như vậy là chưa đủ và kêu gọi chính phủ đảo ngược hoàn toàn kế hoạch. Vốn được đưa ra trong bối cảnh họ phải tìm cách tiết kiệm ngân sách cho năm 2024. Đức là một trong những nước ủng hộ chính của Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch hồi tháng 2 năm 2022. Viện Kiev về Kinh tế Thế giới EFW ước tính Đức đã hỗ trợ Ukraine khoảng 2-3 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hồi tháng 11 tuyên bố Berlin sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine lên 8,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Ngày 9 tháng 1, vụ phóng vệ tinh của Trung Quốc đại lục khiến đảo Đài Loan kích hoạt hệ thống báo động. Báo chí Trung Quốc đưa tin nước này đã phóng thành công vệ tinh Einstein Pro bằng tên lửa Trường Chinh 2C từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương. CCTV đưa tin vệ tinh đi vào quỹ đạo như dự kiến. CCTV cũng cho biết vụ phóng thành công tuyệt đối. Cùng thời gian đó, điện thoại của người dân trên khắp đảo Đài Loan rung lên vì cảnh báo khẩn cấp. Cảnh báo bằng tiếng quan thoại viết: Trung Quốc phóng một vệ tinh bay qua không phận phía Nam, người dân hãy cẩn thận. Trước đó Trung Quốc không công bố kế hoạch phóng vệ tinh này. Theo Tân Hoa Xã, vệ tinh Thiên Văn sẽ giúp quan sát các hiện tượng thoáng qua bí ẩn trong vũ trụ. Những hiện tượng có thể so sánh với sự nhấp nháy của pháo hoa nhằm mục đích tiết lộ những khía cạnh mạnh mẽ và ít được biết đến của vũ trụ. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp, Joseph Gu đang tổ chức họp báo trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 13 tháng 1. Ông Ngô cho biết, khi trả lời câu hỏi về vệ tinh trên và các hành động quân sự có thể diễn ra của Trung Quốc, đây là thứ mà chúng tôi đã phải đối mặt trong một thời gian dài. Với chính quyền Đài Loan, quân đội sẵn sàng đối phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Ông Ngô cũng nói với các phóng viên rằng đó là một vệ tinh, giải thích rằng cảnh báo được phát đi vì có thể có mảnh vỡ rơi xuống. Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua cho biết, vệ tinh mới sẽ phục vụ việc quan sát thiên văn, nhất là những hiện tượng bí ẩn thoáng qua trong vũ trụ. Ngày 9 tháng 1, Cơ quan Theo dõi Khí hậu Liên minh châu Âu EU công bố năm 2023 là năm nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ bề mặt trái đất tăng ở mức gần với giới hạn 1,5 độ C. Theo báo cáo của Cơ quan Theo dõi Biến đổi Khí hậu Copernicus C3S, biến đổi khí hậu làm gia tăng các đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng trên khắp hành tinh, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng 1,48 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Phó Giám đốc C3S Samantha Bucket thậm chí còn cho biết, năm 2023 là năm có tất cả các ngày cao hơn 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và nhiệt độ của năm 2023 có thể vượt quá nhiệt độ của bất kỳ giai đoạn nào trong ít nhất 100.000 năm qua. Theo các nhà khoa học, mức tăng nhiệt độ trong gần nửa năm 2023 đã vượt 1,5 độ C, mức giới hạn được đưa ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Nếu mức tăng nhiệt độ quá giới hạn này, tác động của khí hậu sẽ nhiều và nghiêm trọng hơn. Năm 2023, thế giới đã chứng kiến các đám cháy rừng lớn ở Canada, hạn hán nghiêm trọng ở vùng sừng châu Phi hoặc Trung Đông, các đợt nắng nóng như thiêu như đốt trong mùa hè ở châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, và mùa đông ấm áp chưa từng thấy ở Australia và Nam Mỹ. Giáo sư về biến đổi khí hậu thuộc Đại học Reading, ông Ed Hawkins cho rằng, các hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ tiếp diễn nghiêm trọng hơn cho đến khi con người quay lưng hẳn với nhiên liệu hóa thạch và đạt mức phát thải ròng bằng không. Ông đồng thời cảnh báo con người vẫn phải gánh chịu hậu quả trong nhiều thế hệ do không hành động ngay hiện nay. Cũng theo báo cáo của C3S, khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2024, nhiệt độ có thể tăng vượt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Năm 2023, chứng kiến hình thái thời tiết El Nino xuất hiện trở lại. Các nhà khoa học dự báo tác động của hình thái thời tiết này sẽ đạt đỉnh trong năm 2024 và có thể khiến nhiệt độ ở mức cao kỷ lục trong 7 tháng liên tiếp, từ tháng 6 đến tháng 12. Trước đó hồi tháng 11 năm 2023, theo số liệu do Cơ quan Giám sát Tình trạng Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU công bố, nhiệt độ trung bình toàn cầu vào ngày hôm đó cao hơn 2,07 độ C so với trung bình thời kỳ năm 1850 đến năm 1900. Nếu chỉ dựa vào chính sách và nỗ lực cắt giảm khí thải hiện nay, trái đất sẽ nóng thêm tới 3 độ C, vượt xa các giới hạn then chốt mà Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu đặt ra.
Cũng theo báo cáo của UNEP, tính từ đầu năm 2023, đến đầu tháng 10 có tới 86 ngày ghi nhận nhiệt độ trung bình toàn cầu, tăng hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, các nước đã nhất trí giữ mức tăng nhiệt độ trái đất ở ngưỡng 1,5 đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NHTSA mới đây cho biết đã thu hồi một điện thoại iPhone vẫn trong tình trạng hoạt động, dù được cho là rơi khỏi chuyến bay của hãng Alaska Airlines bị bung thân ở độ cao gần 5.000 mét hôm 5 tháng 1. Chuyến bay của hãng Alaska Airlines phải đáp khẩn cấp xuống Portland, bang Oregon, sau khi máy bay bung thân giữa chuyến bay ở độ cao gần 5.000 mét. Đây là dòng 737 Max 9 do Boeing sản xuất. Khi tấm chốt cửa bị bung, một số món đồ bao gồm chiếc iPhone AirPods và áo sơ mi của một cậu bé bị cuốn ra khỏi lỗ hổng lớn đó. Trong đó, chiếc iPhone đã được một người đàn ông tên Sean Bates ở bang Washington tìm thấy. Hôm mùng 7 tháng 1, ông Sean Bates đăng chụp ảnh trên mạng X nói rằng đã tìm thấy chiếc iPhone bên đường, hoạt động ở chế độ máy bay, với pin còn nửa thời lượng và màn hình mở trang lấy hành lý dành cho chuyến bay Alaska Airlines đáp xuống Portland trước đó 2 ngày. Ngoài phần đầu sạc bị đứt khỏi dây sạc, điện thoại gần như hoàn toàn nguyên vẹn. Trong một bài đăng tiếp theo trên nền tảng TikTok, Bates cho biết anh thấy chiếc điện thoại khá sạch sẽ, không có vết chảy xước, nằm dưới bụi cây. Ông Bates nói, điện thoại vẫn nguyên vẹn sau cú rơi gần 5.000 mét. Tính đến sáng nay ngày 9 tháng 1, bài đăng thu hút hơn 16,9 triệu lượt xem. Bates cho biết anh đã liên hệ với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, NTSB, và được thông báo rằng đây là chiếc điện thoại thứ hai trên chuyến bay được tìm thấy. Chủ tịch NTSB bà Jennifer Homedy đã trả lời bên dưới bài đăng của Bates trên X để cảm ơn anh ấy và đề nghị gặp mặt. Trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 1, bà Homedy cho biết, chúng tôi sẽ xem xét chiếc điện thoại và sau đó trả lại, đồng thời nói thêm rằng rất rất may mắn khi vụ việc không kết thúc trong bi kịch. Về chiếc máy bay bị bung thần, bộ phận nặng 28,5 kg này sau đó được tìm thấy ở sân sau nhà một giáo viên của bang Oregon.